các bạn. Em xin trân trọng kính chào quý vị khán giả thân mến và các bạn thân mến của em. Hôm nay là bên đây là tháng 6 một tay rồi, là thứ hai, sáng thứ hai. Thì hôm nay là mọi thứ hình như là đã hoạt động lại trên xa lộ, thì cũng hồi nãy em đi đó cũng rất là đông xe, thì cái khúc này nó đã vắng rồi, tại vì ra gần tới ngoài bên sa mạc đó, cho nên không có bao nhiêu xe, chừng đâu chắc cỡ 15 phút nữa làm ra tới khu sa mạc của đồi núi rồi. Thì các bạn hôm nay có khỏe không? Có nhiều một số bạn, số anh chị đó đã bình luận và nhắn tin với em, nói là cứ kệ những gì người ta nói đi, thì dư luận mà ai nói gì nói, mình phải ráng cố gắng sống trên dư luận, ai nói gì nói thì mình đừng có quan tâm tới. Và em cảm ơn mấy anh chị và cô chú đã khuyên khuyến khích em, tại vì mình làm cái nghề gì đó thì mình cũng bị người ta nói, người ta chỉ trích hết, có người thích có người không thích, cho nên mình phải chịu thôi. Em rất là cảm ơn các anh chị đã quan tâm đến em rất là nhiều. Thì hiện tại bây giờ đó em đang đi lên trên Victor View, là một cái chỗ mà thiền viện chân nguyên, cách Phước Lộc Thọ khoảng đâu 2 tiếng thôi, rất là gần, không có xa lắm. Thì ngày hôm qua ở khắp nước Mỹ luôn nha các bạn, là cũng vẫn tiếp tục biểu tình, và ở khu ngày có nhiều thành phố lớn ở ngày hôm qua đã nhắn tin tới trực tiếp tới những cái điện thoại mà ở trong khu đó, nói là phải có giờ giới nghiêm. Cái chỗ mà hôm qua biểu tình đó, ở chợ Santa Monica đó, hình như là đã giới nghiêm lúc 4 giờ rưỡi gì đó, em quên rồi. Và khắp nơi luôn, những cái chỗ nào mà bị giới nghiêm đó thì họ sẽ nhắn tin trực tiếp đến cái điện thoại của mình để cho mình biết cái giờ đó là giờ giới nghiêm, là curfew đó, là mình không được ra đường. Thì tình cờ ngày hôm qua em cũng lướt cái Facebook, em cũng thấy một số người Việt Nam cũng đi biểu tình, để bản tiếng Việt đàng hoàng nha các bạn, đi biểu tình vì ủng hộ anh da đen, anh George Floyd này. Thì nói chung thì cái sự biểu tình này đó, nó, ngày hôm qua có rất là nhiều người đã lợi dụng, đã vào trong những cái siêu thị lớn nữa, trong đó có Việt Nam chúng ta đã lợi dụng. Tình cờ hồi sáng này em thấy cái Facebook của ngày hôm qua đó là có mấy người Việt Nam trẻ tuổi nha các bạn, có hai cô gái đã vào tiệm, cái tiệm đó em không có coi kỹ là cái chợ đó chợ gì, nhưng mà ăn cắp vài chai rượu ra. Em có nghe được cái giọng nói của các cô đó, thì các cô này rất là trẻ, nhưng mà đi xe đó rất là đẹp nha các bạn. Chiếc xe mà họ đi đó là chiếc Camry, nhưng mà họ đi xe đẹp thì mà họ cũng vào ăn cắp rượu. Mà em nghe được một cái bất cười thế này nè, hỏi mấy cô hỏi có bị người ta quay, có bị camera quay chưa, cái nó chắc không quay dính đâu, nhưng mà không hiểu làm sao á, mình đi ăn cắp đồ mình sợ camera quay chúng, nhưng mà mình đăng cái clip mình đi ăn cắp đồ lên mạng, em thiệt là không hiểu luôn á. Thì cái hai cái cô đó hình như là tổng cộng có một cái, có anh chàng nào nữa, thì đã đăng lên mạng, bây giờ đã người ta đã share khắp trên Facebook hết rồi. Thì nói chung là không hiểu vì sao mà họ có tiền mà họ cũng đi bon chen theo những cái người mà ăn cắp giặt để mà ăn cắp những cái chai rượu đó, thì cái đó nó không có đáng để làm cho mình làm cái gì. Mà cái giọng của các cô á thì hình như là mới qua, nghe mấy cái giọng kiểu cái cách nói chuyện đó là em có thể đoán được là những cái cô đó là mới qua Mỹ, chẳng hạn như có thể là du học sinh hoặc là cái gì đó, chứ không phải là dân qua đây lâu. Dân qua đây lâu thì không có cái giọng nói đó. Thì nói chung thì em thấy không biết tại sao mà họ phải làm như vậy. Họ đã có tiền mua xe, nhưng mà không lẽ không có tiền mua rượu mà phải đi ăn cắp rượu hay sao? Hay là tại muốn cố tình đi ăn cắp rượu để đăng lên trên mạng để mà được nổi tiếng? Thì cái đó là lại một cái sai nữa. Nếu mình muốn nổi tiếng thì mình làm những cái chuyện gì đó cho nó hay ho một tí xíu, mà mình đi ăn cắp giặt chung với lại những cái người mà biểu tình đó, thì những cái đó nó nói chung là nó không có tốt, nó không có hay lắm. Thì cái việc đó thì em coi xong thấy thôi rồi, không xong rồi.
Thì bọn mình bỏ qua cái chuyện có hai cô gái ăn cắp rượu đấy đi. Các bạn biết không, em giới thiệu cho các bạn một cái món bánh mì này rất là đặc biệt. Bánh mì này đó, rất là nhiều anh chị em, trời ơi, em kêu cắt đôi mà họ cũng không cắt. Này, bánh mì này là bánh mì thịt nướng. Anh kêu để chua riêng mà họ cũng không để chua riêng nữa. Bánh mì thịt nướng này các bạn biết không, rất là ngon. Em ăn bánh mì thịt nướng rất là nhiều chỗ, các bạn coi nè, rất là nhiều chỗ, nhưng mà cái chỗ này đó phải nói là cái chỗ phải nói là ngon nhất trong cái khu Bô Sa. Những anh chị em nào mà nghệ sĩ qua đây diễn đó, em đều tới chỗ này mua bánh mì cho họ ăn cả, vì họ đều thích. Chẳng hạn như anh Vũ Hà, anh Đan Trường thì em cho ăn nhiều nhất. Trung Quang, mỗi lần Trung Quang qua em cũng hay mua bánh mì ở đây, thì rất là ngon. Bánh mì thịt nướng này rất là ngon nha các bạn. Rồi những giống như Trấn Thành nữa, và khi mà mỗi lần có show lớn đó, em đều tới đây mua cái chục ổ bánh mì mà cắt đôi ra đó, đều đem tới cho họ ăn. Người nào mà ăn qua rồi đó, họ cũng khen ngon cả. Thì bây giờ mình nói lại về vấn đề mà biểu tình của Mỹ nè. Ngày hôm qua em cũng có đăng trên cái Facebook nói về những người cảnh sát, mà những vị anh hùng thực sự nha các bạn, họ đã quỳ xuống để tưởng nhớ đến anh da đen mà bị giết chết, và coi như là nhận lỗi. Có một người làm, nhưng mà cả những người cảnh sát này là họ không có liên quan gì tới cả, mà những người cảnh sát quỳ xuống là những cái hình ảnh mà phải nói là khắp tiểu bang khác nhau, chứ không phải là một chỗ không. Họ đã quỳ xuống xin lỗi và nhận lỗi và tưởng nhớ đến anh George này. Thì các bạn nghĩ xem, họ là cảnh sát, họ có quyền uy, họ có thể ai bạo động thì họ bắt được, nhưng mà họ làm cái cách làm của họ đó phải nói là rất là nể phục, rất là kính phục. Khi mà em nhìn những tấm hình đó các bạn biết không, em phải nói là em xúc động, em rơi nước mắt luôn. Vì sao? Vì không phải người nào cũng làm được cái chuyện đó. Các bạn nghĩ coi, trên thế giới này được bao nhiêu nước được cảnh sát nào mà quỳ xuống xin lỗi mà không, trong khi đó mình không có làm lỗi mà mình phải xin lỗi. Cái đó là một cái cách phải nói là cái nhân cách mà không phải ai cũng làm được. Cái đó là mình có một cái câu mà cái gì nè, mình nhịn nhưng mà mình không có nhục. Nói chung là những cái người anh cảnh sát đó là họ rất là anh hùng vĩ đại. Và hôm qua cũng có những cái hình ảnh đó đã được rất nhiều người chia sẻ, chẳng hạn như ca sĩ Thanh Thảo chia sẻ, rồi rất là nhiều người em thấy chia sẻ trên Facebook nhiều lắm. Coi cái hình đó, là nếu như mà mình là một con người mà mình hiểu biết á, thì mình sẽ cảm động, xúc động với những cái tấm hình mà những anh cảnh sát mà quỳ xuống đó. Mà các bạn biết không, người Mỹ đó họ ít khi nào quỳ lắm. Khi mà không biết các bạn nào mà đi vô quốc tịch Mỹ đó, các bạn biết không, khi mà mình vô tiên thệ đó, họ chỉ đứng lên giơ tay lên thề, chứ không bao giờ mà quỳ xuống. Mà ngày hôm qua thấy những tấm hình mà họ quỳ xuống đó, tức là họ rất là yêu nước yêu dân. Cho nên là một cái tấm hình, những tấm hình đó rất là vĩ đại. Họ cầu xin để mà xin lỗi, để mà coi như là đừng có quậy phá. Ý nghĩa là đừng có quậy phá, đừng có biểu tình thì mình cứ biểu tình, nhưng mà mình đừng có bạo loạn, mình có quậy phá. Thì cũng có một số người cảnh sát, có một anh cảnh sát ở bên hình như là bên Michigan, cũng đang trong cái thời gian mà đi giữ trật tự đó, ảnh cũng tháo cái nón ảnh ra để mà ảnh đi vào trong biểu tình, để mà biểu tình chung với lại tất cả mọi người. Nhưng ảnh khuyên rằng đừng có bạo động, đừng có bạo lực, đừng có trộm cướp. Thì ảnh đã hy sinh, ảnh đã lấy cái nón xuống để mà biểu tình chung với lại những người biểu tình đó. Thì những cái cử chỉ này là những vị anh hùng, không phải ai cũng làm được đâu. Thì em thấy những cái hình ảnh đó, nó thiệt chứ, mà hôm qua nhìn xong đó rất là xúc động, nhưng mà cũng rất là vinh hạnh, vì là mình là người Mỹ, em đã có quốc tịch Mỹ rồi. Thì nói chung là những cái chuyện, những cái hành động đó không phải ai cũng làm được đâu nha các bạn. Mà hôm qua đó,
trên Santa Monica em thấy có những chiếc xe thiết giáp họ tới, họ xịt những cái nước để cho trên đường ướt. Không biết họ xịt những cái nước trên đường ướt đó để mục đích để làm cái gì, nhưng mà cũng có nhiều chiếc xe tăng, xe thiết giáp đó đã tới đó để mà giữ trật tự. Thì hôm qua em cũng thấy trên Long Beach cũng đốt nhà, nhưng mà những cái này là những cái thợ, những cái người mà thà gì đó, người ta nói là thừa nước đục thả câu đó các bạn. Thì những cái chuyện đó là mình phải nói là biểu tình thì mình biểu tình, nhưng mà mình không nên làm. À, hôm qua đó em đi mua đồ ăn, tình cờ em gặp một anh nha chàng người Mỹ, thì hai người mới tâm sự về cái vụ mà biểu tình này. Thì ảnh mới kể cho em nghe đó là cái biểu tình mà năm 1960 đó nó còn ghê gớm hơn bây giờ nữa. Cái thời đó đó là họ còn giết người nữa, những người biểu tình đó, họ bạo loạn đó, họ giết người nữa, chứ không phải là bây giờ chỉ là cướp bóc không đâu. Thì cái những cái sự biểu tình này đó là họ có thể là phải nói là một nhóm nào đó họ thừa cơ để mà thừa nước đục thả câu để mà cướp. Họ canh những cái tiệm nào mà tiệm lớn không nha các bạn, mà họ vô. Thì bây giờ đó em nghe nói là có một số cửa hàng, có những cái khu mà có người mà có cái nguy cơ mà biểu tình đó, thì họ đã đóng cửa. Chẳng hạn như cái Target hình như ở bên Anaheim, hôm qua em có nghe anh Mễ nói là bên Anaheim cũng đóng cửa để mà an toàn. Và có một số hình ảnh em nhìn thấy trên mạng đó là có một người chủ tiệm, tiệm gì đó em quên rồi, em chỉ lướt sơ thôi, họ vì bảo vệ cho cái tiệm của họ mà bị người biểu tình đánh, mà đến nỗi mà chết luôn nha các bạn. Cái đó thật tình là oan ức lắm. Thì và có một cái hình ảnh của cái tiệm của Italia, tiệm Ý, tiệm bán cái gì được có đồ Ý đó, họ cầm súng đứng trước cửa tiệm luôn để mà bảo vệ cho cái tiệm của họ. Thì những cái hình ảnh đó là em thấy được trên mạng, nhưng mà em không có lấy xuống. Thì cái đó là cái tình hình của ngày hôm qua. Mà các bạn ở Mỹ đó, nhớ cẩn thận nha. Và nếu như mà chúng ta mà có khả năng hay là gì đó thì mình đừng có nên đi trộm cướp, như mình thừa cơ để mình đi trộm cướp theo họ như vậy. Thì cái đó là đánh giá rất là phải nói là không có tốt cho người Việt chúng ta. Hiện tại bây giờ em đang lên núi rồi, nó rất là cao. Thì ở đây á, ở Cali của em đó, là phải nói là cái trong cái khu Cali này là núi rất là nhiều, cho nên chính vì vậy mà không có nhiều gió xoáy. Đó là cái tình vừa rồi là cái tình hình mà hiện tại mà xảy ra ở bên ở ngày hôm qua. Thì có một số người biểu tình ở dưới San Diego, các bạn biết không, họ lên xa lộ hình như xa lộ 5 sao. Cái xa lộ 5 này đó là rất là dài, có thể mà nói từ ở dưới từ San Diego là ở dưới đường cuối tận cùng của Cali đó các bạn, là chạy lên thẳng lên tới Canada luôn. Cái freeway 5 này nó rất là dài, nhưng mà hôm qua họ xuống đường freeway 5 họ biểu tình, phải đóng luôn cái freeway 5 cái khúc đó. Thì dân bây giờ không biết tại sao mà họ biểu tình dữ quá, mà các anh kia đã bị bắt rồi, nhưng mà hình như là họ nói là bị charge cái third degree đó, thì nó hơi nhẹ quá. Họ muốn là hình như first degree hay second degree gì đó. Thì em lướt sơ đó là những cái tội phạm đó mà thành đó thì sẽ bị 25 năm án tù. Thì hình như có một số người họ nói cái này là tội này rất là nhẹ, nhưng mà họ muốn nặng hơn như vậy nữa. Thì có gì mà có tin tức gì, thông tin gì mới nữa đó em sẽ cập nhật cho các bạn hiểu biết thêm. Thì em xin kết thúc cái video tại đây. Em cảm ơn các bạn đã luôn luôn ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Các bạn thấy không, em đi bận công việc mà em cũng phải quay cái video trên đường đi đó, để cho các bạn có một cái video clip mỗi ngày để mà xem những cái thông tin mỗi ngày. Thì các bạn muốn tìm hiểu biết về thêm về cái vấn đề mà biểu tình ở nước Mỹ đó, thì các bạn có thể vào Google mà gõ nha, bấm cái tên anh George Flora, thì các bạn sẽ thấy được trên Google sẽ đăng rất là nhiều video clip, hoặc là trên YouTube. Thì em thì em sợ dướng bản quyền, cho nên em không có quay những ông, em không có lấy những cái clip mà người ta quay, em chỉ lấy hình ảnh thôi. Hình ảnh là những cái hình ảnh đó là mình có thể là nó gọi là fair use, tức là mình có thể
sự dùng công bằng, cho nên có thể là không bị vướng bảo bản quyền. Còn nếu như mình dùng những cái mà cái video clip của người khác quay lại đăng lên YouTube lại đó, thì mình có thể bị vi phạm bản quyền nha các bạn. Cho nên chính vì vậy em không có đăng lại, em không muốn bị dính bản quyền. Với hơn nữa mình làm theo luật là mình không muốn ăn cắp những cái đề tài, những cái video clip của người khác để mình đăng lên của mình, thì cái đó nó không hay lắm. Có rất là nhiều kênh họ ăn cắp những cái video clip đó, họ đăng lên cái YouTube của họ để mà lấy view, để mà lấy người đăng ký. Nhưng em thì không làm chuyện đó, em chỉ lấy những cái tấm hình nho nhỏ. Nhưng mà những cái đó là cái luật nó gọi là fair use thì không có sao hết, không ảnh hưởng gì hết. Thì em cảm ơn các bạn nhiều lắm và luôn luôn ủng hộ em và trong suốt thời gian qua. Và hãy đăng ký, bấm share và bấm like cảm cho những cái video của em nha. Em cảm ơn các bạn nhiều lắm và xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp. Em chúc các bạn một ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nhé. Bye bye và nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Bye bye.